Lượng đường trong máu thì có thể được điều chỉnh bằng lá chanh thông qua một số cơ chế khác nhau. Vì lá chanh có chứa nhiều hợp chất, mà chẳng hạn đó là những hợp chất của họ flavonoid, có thể giúp cải thiện độ nhạy của insulin. Insulin là một loại hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách cho phép glucose đi vào các tế bào của cơ thể, nơi nó được sử dụng để tạo thành năng lượng. Độ nhạy insulin được cải thiện có nghĩa là cơ thể cần ít insulin hơn để xử lý cùng một lượng glucose. Điều này có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định và giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Bên cạnh góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu tốt cho người bệnh tiểu đường, thì một số công trình nghiên cứu còn cho thấy là các hợp chất có trong lá chanh có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, nguyên nhân dẫn đến lượng đường trong máu tăng dần sau bữa ăn. Do đó, lá chanh có thể giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn rất là nhiều. Để góp phần kiểm soát lượng đường trong máu cũng như là đối với nhiều bệnh khác từ cảm sốt hay là ho bằng lá chanh, chúng ta có thể làm rất nhiều cách. Chúng ta có thể thêm lá chanh vào công thức nấu ăn hàng ngày của gia đình mình, cũng có thể dùng lá chanh để làm các loại nước sốt. Và đặc biệt, chúng ta dùng lá chanh tươi sắc cùng với rừng, và đặc biệt đó là rừng tươi. Thức uống này hãy uống lúc còn nóng ấm. Sự kết hợp này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên thì dù lá chanh mang lại nhiều lợi ích đến như thế, nhưng nó sẽ không phải là phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai có dị ứng với họ cam quýt. Và một điều lưu ý vô cùng quan trọng nữa, đó là phụ nữ đang mang thai và cho con bú thì không nên sử dụng lá chanh trong chế độ ăn uống của mình.